Last year, 384 people died on our roads. What would be a more acceptable number? Acceptable? 70, maybe? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So, now what do you think would be a more acceptable number? Zero. Zero. Xin cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của Vietface TV. Và bây giờ Đinh Nhung xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi phần tin tức của Vietface TV ngày hôm nay. Lại tin về cá chết. Gần 90 tấn cá bè trên sông Trà Và ở Vũng Tàu lại bị chết ồ ạt. Chỉ trong vòng một tuần lễ vừa qua, cá được nuôi trên sông Trà Và ở Vũng Tàu có biểu hiện bỏ ăn, nổi lên mặt nước và chết ồ ạt. Cho đến nay đã có hơn 90 tấn cá chết được xác nhận.